Tin mừng theo Thánh Gioan. Đức Giêsu gọi bà Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Thấy Chúa. Một hôm, các quan viên trong triều đình xôn xao vì nghe đồn có phép lạ diễn ra ở kia. Họ báo cho vua Thánh Louis và mời vua đi xem, nhưng vua từ chối và đáp lại: Bí tích thánh thể là phép lạ tuyệt vời mà ta vẫn thường chứng kiến, không cần bất cứ phép lạ nào nữa để tin. Bà Maria Magdalena đã bừng tỉnh khi Đức Giêsu phục sinh gọi tên bà. Người gọi bà trở lại với chính con người mình, con người đã yêu mến nhiều. Kinh nghiệm của Maria Magdalena cũng giống với kinh nghiệm của Thánh Augustino sau này. Chúa ở trong con, mà con lại ở ngoài con, và vì thế con tìm Ngài bên ngoài. Trong cuộc sống thường ngày, nhiều lúc ta tưởng như Chúa vắng mặt, ta cứ mãi mê tìm kiếm người ở những nơi nào đó quá xa vời, trong khi người đang ở rất gần, ngay bên cạnh ta, xung quanh ta. Làm sao ta có thể tìm gặp Chúa nơi thánh địa, trong khi tâm hồn ta không có chỗ cho người? Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn thấy Chúa hiện diện nơi mọi người xung quanh, và xin giúp chúng con biết mở rộng tâm hồn đón rước Chúa. Amen.